vô tình tải một tấm hình ma về làm hình nền điện thoại. Câu chuyện hôm nay của một thanh niên độc thân đã lâu, thành ra anh này mới lên mạng á để mà tìm hình ảnh của những cô gái xinh về làm hình nền điện thoại. Sau khi mà tìm được một tấm ảnh của một cô hot girl khá là ưng ý đó, thì anh này mới để làm hình nền điện thoại trong vòng 3-4 năm trời anh không thay đổi luôn. Trên hình đó thì cô ta nở một cái nụ cười tỏa nắng và hai mắt hồn nhiên long lanh nhìn rất là dễ thương. Cài đặt làm hình nền trong một khoảng thời gian lâu đó, thì lâu dần theo năm tháng á, anh này mới bắt đầu là thấy cái nụ cười trên môi cô này bắt đầu nhạt dần. Và cái nụ cười vui vẻ đáng yêu đó bắt đầu nó cũng không còn trên đôi môi này nữa. Và dường như anh này để ý á, là cô ta đã không còn cái vẻ đáng yêu dễ thương như trước nữa. Mà nhìn kỹ á, thì anh thấy cái nhan sắc của cô này bắt đầu trưởng thành theo năm tháng. Anh này kể á, cứ mỗi đêm á, thì anh này thường để điện thoại trên đầu nằm, anh sạc pin rồi nghe báo thức. Có lần 12 giờ đêm đang ngủ thì anh đi vệ sinh. Khi mà từ nhà vệ sinh bước vô phòng đó, thì bất ngờ anh thấy căn phòng này nó vụt sáng lên bằng cái ánh sáng của cái màn hình điện thoại. Tại vì có thể là anh này đã tắt hết đèn trong phòng rồi. Lúc nãy thì anh cứ tưởng đâu là giờ này có ai gọi điện hay là nhắn tin tới thì thông báo nó tới trên màn hình điện thoại thôi. Anh vừa chạy lên coi đó thì cái bóng đèn nó vụt tắt, và mở điện thoại lên coi thì hoàn toàn không có một cái thông báo nào trên màn hình điện thoại cả. Bắt đầu anh thấy hơi sợ trong người rồi, nhưng mà từ đó về sau đó là cứ 12 giờ khuya là anh lại thấy cái màn hình điện thoại nó phát sáng lên. Cũng có những đêm đang ngủ mê man nửa tỉnh nửa mơ thì anh thường xuyên nghe thấy có cái tiếng ai đó kêu tên của anh, mà kêu rất là tha thiết luôn nha. Mà cái tiếng kêu này lúc thì nó rõ ràng, lúc thì nó mờ mờ ảo ảo không có nghe rõ. Lúc đó thì nó nhẹ nhàng văng vẳng bên tai, còn lúc đó hả thì nó gầm gừ giống như là tiếng căm phẫn của ai vậy đó. Anh này mới giật mình tỉnh dậy ngó nhìn xung quanh, và anh chạy xuống nhà đó thì ba mẹ anh vẫn còn đang ngủ mà, đâu có ai thức giấc kêu anh làm cái gì đâu. Lúc này thì anh nghĩ căn phòng của anh đã bị ma ám rồi, do đó anh bắt đầu chuyển ra phòng khách anh ngủ, và anh thử anh bấm điện thoại cho tới hút 12 giờ thử coi như thế nào. Nhưng mà cứ đúng 12 giờ đêm á, anh mở điện thoại lên thì không thấy có gì bất thường cả. Lúc này anh mới nhìn chằm chằm vào cái hình nền điện thoại của cô gái này á, thì anh mới giật mình anh nhận ra đó là cái nụ cười hồn nhiên năm nào bây giờ nó không có còn nữa. Mà chỉ còn lại trên cái màn hình điện thoại đó là một cái nụ cười nhợt nhạt đầy đau khổ. Hai mắt của cô này nó cũng không có còn long lanh như ngày nào nữa, và thay vào đó lúc này là một cái cặp mắt buồn thâm thẳm, và càng nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó thì có vẻ như là cô này đang lườm anh này vậy đó.